Con sẽ thỉnh thần thổ địa phù hộ độ trì cho con tìm được sợi dây chuyền này, là kỷ vật của ba má con, con không có làm mất được đâu. Giờ con xin thánh thần thổ địa thương tình cho con tìm được. Chú hai, chú ơi, chú, chú, chú ơi, con lại chú, con trăm ngàn lại chú. Chú có lập được sợi dây chuyền của con, chú cho con xin lại đi chú. Mày tới đây làm gì mà sợi dây chuyền nào là của mày? Chú, sợi dây chuyền đó quý với con lắm, đó là kỷ vật của ba má để lại cho con đó chú. Mày vừa nói cái gì? Tao nhớ mày nói với tao má của mày nhớ nhường làm cỏ mướn cho người ta, không có tiền mua thuốc trị bệnh rồi chết sớm, lấy tiền đâu ra mà sắm sự di chuyển? Dạ, đó là má nằm má nuôi của con. Đêm anh nằm nghe tiếng khóc của con bên vệ đường, con bị người ta bỏ ở đó, má nằm mới ẵm con đem về nhà nuôi. Sợi dây chuyền được để trên người của con, má nằm nói chắc là ba má của con muốn để lại, nên má nói là con phải giữ cho kỹ, biết đâu sau này còn tìm được ba má ruột của mình. Trời đất ơi, chú, con nói thiệt mà chú. Chú cho con xin lại sợi dây chuyền đi chú. Chú có lụm được cho con xin lại sợi dây chuyền đi chú. Ba là ba ruột của con đây. Con chân chất hiền lành, con có chấp nhận một kẻ giang hồ như ba không? Có chuyện gì vậy chú? Ba chỉ muốn ôm con vào lòng và nói cho con biết, nhưng ba sợ lắm. Sợ con sẽ không an toàn khi làm con của ba. Sợ con sẽ từ chối ba. Chú, một vợ của con khóc còn xấu lắm à chú. Chú xin lỗi. Chắc là tại hôm nay chú thấy con đẹp trai quá. Chú chọc con. Như con giống ba con xấu quắc à. Có thấy mặt ba bao giờ đâu. Sao dám nói ba xấu chứ. Con linh cảm vậy á. Con linh cảm là con giống cha. Linh cảm của con sai rồi. Chú. Hả? Vậy là chú giữ sợi dây chuyền của con đúng không chú? Sao mày có đinh ninh là chú giữ sợi dây chuyền của mày? Cả đêm con đi tìm ở ngoài chỗ mà hai chú cháu mình tỉ thí với nhau á, con nghĩ là lúc mà mình đánh nhau sợi dây chuyền nó bị rớt ngoài đó, mà con tìm hoài luôn mà không thấy, nên con nghi là chú mà không giữ á thì lấy gì làm bằng cớ lơ mơ là cãi không lại với mày đó. Đó, thấy chưa? Vậy là chú giữ rồi. Chú cho con xin lại đi chú. Đâu có trả lại dễ dàng vậy được. Vậy chứ bây giờ chú muốn cái gì con cũng chấp nhận hết. Chú chỉ cần nói ra điều kiện thôi. Nè, nói phải giữ lời nha. Tao sợ cái miệng mày luôn á. Mày trước tiên phải làm cho tao mấy việc, để tao coi mày có thiệt tình nghe lời tao hay là không. Phim truyện Việt Nam Duyên Kiếp, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên truyền hình Vĩnh Long Y. Tải app ngay trên Google Play và App Store.